Ngồi đi em. Ngồi đi. Vậy hả? Vậy em tin Ê, rồi chứ. hôm qua đi nhảy bằng đôi giày mới, đau chân muốn chết. Bữa nay nó còn sưng nè em. Thằng kép của bà ngày hôm qua bảnh quá còn gì. Công nhận đẹp trai nhìn mê luôn á. Con Liễu hôm qua nó không đi uổng quá ha. Từ ngày nó sanh đứa con thứ hai á, tự nhiên nó xa lánh hết các thú vui vậy đó bà. Đúng rồi, ai cũng tội nghiệp hết chị. Nhưng mà ai kêu nó lấy chồng trẻ làm gì. Lấy chồng á thì phải lựa thằng nào già để nó chiều chuộng, như vậy mới sướng. Còn bồ á thì phải kiếm thằng trẻ, như vậy thì nó mới khỏe chứ. Sao em thấy đồ ăn ở đây ngon vậy? Ba chị dùng gì ạ? Y như cũ đi em. Dạ. Chị cũng vậy. Dạ rồi. Anh Đức thích mấy món ở đây? Hình như chồng con Liễu kìa. Đâu? Đúng rồi. Lấy chồng trẻ thành ra mới vậy á. 3 năm hai đứa, bây giờ á nó ở nhà ông con, để chồng bây giờ ra ngoài ông gái. Thôi đi bà ơi, nó không như chị em mình đâu. Mà nhìn con nhỏ đó, nó quê quê về đâu á? Râu sạch rồi. Im đi, theo dõi coi như thế nào đã. Ê, điện thoại cho con Liễu đi. Ừ, để tôi gọi cho nó coi. Ra điện đi. Em. Hả? Em không được ăn ớt đâu. Sao vậy? Phụ nữ ăn nhiều ớt sẽ nó mụn đó. Nhưng mà ăn không có ớt, ăn nhạt nhẽo lắm. Thói quen không tốt thì phải bỏ. Anh nói không có gì sai đâu. Là người yêu của anh, sao thấy khổ quá. Sao lúc nãy không có ai kêu khổ vậy ta? Thôi mang đi. Nó hay đó. Quá. Thế tụi nó tình tứ không? Ê, sao rồi? Được rồi. Em nghĩ làm 2 ngày rồi đó. Ở nhà anh nuôi. Con Liễu nó nói á, tụi mình theo dõi giùm nó đi. Thôi khỏi nói, tôi cũng theo dõi. Tôi ghét nhất là cái đồ ăn bậy. Thôi đi mấy bà ơi, tối nay đừng đi nhảy nữa. Chuyện đó thì khác, thích thì mình tới, không dính líu gì tới nhau, không ảnh hưởng gì tới gia đình là được rồi. Thôi, hai bà đi đi, tôi còn phải về kiểm hàng nữa. Thôi mà, em còn phải đi làm, nếu không chị Nguyệt lại la em. Dạo này, vì mãi mê với tình yêu mà quên hết chị em rồi kìa. Thì vậy trai là vậy thôi. Cái gì? Anh vừa nói cái gì đó? Anh không nói gì hết. Em ăn đi. Hôm nay em làm xong, anh ta rước em nha. Dạ để khi khác đi. Em ở nhà với chị Nguyệt. Để chị ở nhà một mình thấy tội quá. Tội Nguyệt? Rồi không thấy tội anh sao? Thôi mà, đừng làm khó em nữa. Để khi khác nha. Anh tha cho em ngày hôm nay thôi đó. Mình tính tiền rồi về nha anh. Ừ. Đi về thôi. Tính tiền em ơi. Dạ. Hai bà đi đi, để tôi trả. Vậy cho em gửi. Nếu mà có tin gì á thì cho tôi biết liền nha. Nó kêu tính tiền rồi kìa. Hả? Chuyện gì bà? Làm sao đây? Anh gửi, thôi thôi. Thôi bây giờ bà chở tôi đi. Đi theo tụi nó. Còn bà đó, bà về bà báo cho con Liễu nha. Ừ, vậy đi. Biết rồi. Tụi nó đi kìa. Ừ, nhớ về báo cho con Liễu nha. Đi. Lấy xe đi lên. Nó đi rồi kìa. Bà chở đi tôi nha. Đi. Để lên. Đi lẹ lên bà. Từ từ đi. Lên nhanh đi. Lúc đó mặt em dữ mà nhìn cái cười đó. Lúc khỏa đụng của em là rất có bánh mì đó. Anh thiệt hả? Em vô nghỉ cho khỏe nghe. Dạ. Nhìn lại thấy thất ghét à, không biết quê là gì á. Một lát kia nó lại quýnh nhỏ này nha. Anh về nghe. Dạ. Đánh cho nó nhường tử cho nó sợ, giật chồng người ta. Nhớ là anh dặn đó, phải nghỉ cho khỏe nghe. Dạ. Thanh, dạo này chị thấy em làm việc chểnh mạng dữ lắm đó nha.
Ông quản lý ông nói em quá trời. Quản lý ở quán á thì có quyền gì mà nói em. Em nói làm sao vậy? Người ta có quyền nói mà. Mặc dù mình không phải là nhân viên chính thức của quán, nhưng mà mình đang phục vụ, tiếp thị bia cho quán của người ta chứ bộ. Mình chỉ chịu trách nhiệm trước ship của mình và doanh số thôi, chứ chủ quán không có quyền và chẳng giúp được gì mình hết, không có quyền phàn nàn mình. Chị thấy em nói vậy đâu có được đâu. Hãng bia phải có mối quan hệ và thuê địa điểm để cho mình làm việc. Nếu mà mình làm việc không tốt á, thì chủ cửa hàng có quyền phản ánh với sếp của mình. Và đương nhiên á, là mình phải bị khiển trách rồi. Mà chị nói thiệt nha, tại ông quản lý ông thương chị em mình á, cho nên ông mới nhắc nhở thôi. Chứ không thôi là ông mét với sếp mình rồi đó. Cùng lắm thì em nghĩ làm. Làm ở đâu thoải mái thì làm. Áp lực như vậy á, sao mà làm được. Có ai áp lực cho em đâu. Tại em hết đó. Em nghĩ liên tục mà. Thôi được rồi, em biết rồi. Thì bất quá ngày mai em lên quán làm. Nếu mà ông còn thái độ đó đối với em hả, là em nghỉ luôn á. Bây giờ em chỉ nói một câu thôi, chị sẽ làm nhanh gọn lẹ. Em có biết cái gì đâu. Mấy chị thấy đó, em hay xin cho ảnh như thế nào. Suốt ngày em ở nhà nội trợ, rồi em sinh con cho ảnh. Thôi đừng có nói nhiều nữa. Khóc lóc ít gì đâu. Càng khóc có thay đổi được vấn đề gì không. Bây giờ biết nhà con nhỏ đó rồi, muốn làm gì thì rất đơn giản thôi. Em phải làm gì bây giờ hả mấy chị? Việc đầu tiên á là cho con nhỏ đó một trận. Sau đó tuyển ngay người giúp việc nhà, điện thoại cho bà ngoại bà nội lên trong nơm giùm cháu. Còn việc cuối cùng á là em quay lại sàn nhảy cho nó thoải mái, khuây khỏa đầu óc. Bà Hồng bà nói đúng á. Mà em nên thay đổi cuộc sống của mình đi. Phải đi ra ngoài giao tiếp thì mới mở mang đầu óc, chồng nó mới sợ mình chứ. Chứ cứ ở nhà ôm con chờ chồng, suốt ngã trong bếp, để cho nó khinh mình à. Dạ. Lỡ anh phát hiện thì sao hả chị? Nó làm á thì sao nó biết được. Mà lỡ nó biết á thì có làm sao. Có như vậy á cho nó biết mà nó chừa chứ. Dạ. Vậy mọi chuyện em nhờ hết mấy chị, chứ giờ em không biết làm sao hết á. Dạ. Thôi quyết định vậy đi, cứ theo trình tự đó mà làm nha. Em á ở nhà mà chờ kết quả đi. Dạ. Ủa, Lan, vô đây ngồi đi. Kiếm Nguyệt có chuyện gì vậy? Lan vừa mới ở công ty về. Cái này á là catalog mỹ phẩm mới Lan tặng Nguyệt á, để tham khảo. Với lại á, đây là mặt nạ bùn Lan đem qua cho Nguyệt xài thử đó. Trời ơi, mỹ phẩm hả? Thôi đi, hồi đó giờ Nguyệt đâu có xài đâu. Mắt còng bị dị ứng lắm. Không hề. Mặt nạ bùn này á được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất là tốt cho da đó. Thôi đi, Nguyệt sợ bị dị ứng lắm, đem về cho mấy bạn khác xài đi ha. Phòng nào á Lan cũng tặng mà, hàng thử của công ty, tội gì mà không lấy. Thôi nằm xuống đi, để Lan làm thử cho. Thiệt á hả? Ừ, nằm xuống đi. Có sao không vậy Lan? Không có sao đâu. Xong rồi đó. Vậy khoảng 30 phút nữa Lan qua tháo mặt nạ cho Nguyệt nha. Ừ. Giờ Lan về, Nguyệt ra mở cửa cho Lan nha. Chút nữa có gì Lan gọi nha. Ừ. Cảm ơn Lan nha. Ừ.
Lan hả? Ủa sao nói 30 phút được mà? Ra liền. Rồi rồi, ra. Mày ra đây mày. Ra đây mày. Vậy? Mày hả? Mày có chuyện gì mày? Hả? Giật chồng người ta hả mày? Vậy? Hả? Quấn nữa chưa? Nhớ mày mày. Có chuyện gì vậy? Hả? Quấn như chết mày. Mày có chuyện gì vậy? Mày chuyện gì vậy? Mày chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Giật chồng người ta hả mày? Làm gì vậy? Đâu mày chết à? Đâu mày chết à? Nhìn ta lên đi. Đừng nói tụi mày mày vợ á. Đánh cho mày chưa nè. Bỏ cái tật giật chồng người ta như mày. Nhớ người ta như mày. Trời ơi, bỏ như vậy? Giật chồng người ta hả? Đây đây. Dừng lại đi, dừng tay lại đi, tôi bắt mày bây giờ đó. Hư đâu mất đó. Tụi mày nha. Chui ra nó ra như mày. Bỏ cái tật giật chồng người ta. Mấy người đâu rồi, xuống mắt cây tôi đi. Chuyện của người ta, biết gì mà nói. Mấy người em biết vô. Tôi bắt mày bây giờ đó. Tôi nói cho mấy người biết, nó giật chồng người ta đó. Chui như mày. Đánh nó đủ rồi, coi chừng tay nha mày. Đánh cho mày chừa cái tật giật chồng người ta nha mày. Mày liệu hồn đó, đi. Người ơi, người có sao không? Có sao vậy? Em ơi, người ơi, mọi người đứng lại làm gì vậy? Mau giúp bạn tôi đi. Lại đi. Người xin cấp cứu giùm tôi đi. Người, có sao không? Người ơi, người xin cấp cứu lẹ đi. Lại đi em. Người ơi. Em quấn khăn làm gì? Chút nữa cũng tháo ra thôi. Anh đừng có chọc em đang không vui đó. Có chuyện gì tự nhiên em quạo quọ vậy? Mấy nay em cãi nhau với chị Nguyệt, bực mình quá luôn á. Nguyệt nói gì với em? Mấy chuyện vớ vẩn thôi. Vậy thì em bận tâm làm gì? Nhưng mà em thấy bực mình lắm. Anh nói em nghe nè, Nguyệt tỏ ra bức xúc với em, không có chuyện gì lạ hết á. Vì em có bạn trai sẽ ảnh hưởng đến tình cảm chị em của nhà em. Trước kia thì cái gì hai chị em cũng san sẻ với nhau. Bây giờ có người đàn ông xen vào, tất nhiên là em dành tình cảm cho anh thì em sẽ dơ đi tình cảm chị em nhà em. Em nè, anh có cách rồi. Ngày mai anh sẽ chở em đi mua một món quà tặng cho Nguyệt, rồi sau đó em quan tâm đến Nguyệt nhiều hơn thì anh nghĩ sẽ ổn thôi. Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Vậy mới có người mê chứ. Ai mê hả? Ê, cái anh này. Ê. Ê. Anh. Đừng nghe, chút nữa rồi nghe. Bây giờ anh không chờ được đâu. Có điện thoại kìa. Ủa, đừng... Thôi để em nghe mà. Cô có chuyện gì không? Alo. Alo, phải chị Thanh không? À, dạ. Chị Nguyệt hiện đang cấp cứu trong bệnh viện đó. Chị vô nhanh đi. Chị Nguyệt bị làm sao? Dạ em không biết. Chị Nguyệt bị một nhóm thanh niên lạ mặt vào hành hung, nói là giật chồng của họ gì đó. Chị vô liền nha. Rồi, được rồi. Nhanh nha chị. Được rồi, tôi vô liền, tôi vô liền. Anh ơi, chị Nguyệt vô bệnh viện rồi. Chuyện gì vậy? Em không biết chuyện gì hết. Mà chị Nguyệt bị một nhóm lạ vô nhà đánh á. Họ còn nói là chị Nguyệt giật chồng người ta nữa. Em không tin là chị Nguyệt làm như vậy đâu anh. Anh chở em vô bệnh viện nha. Anh nghe em nói không? Hả? Bây giờ anh chở em tới bệnh viện gấp nha. Nhanh nha anh. Ờ, em à, bây giờ anh phải đi vô trường nhận công văn của bộ. Ờ, em đi taxi vô bệnh viện với Nguyệt nha. Có gì gọi điện thoại báo cho anh. Nè, em cầm số tiền này lo cho Nguyệt nha. Dạ em biết rồi. Có gì gọi báo anh. Dạ. Tao. Mày cầm tiền của tao đi đâu rồi? Mày đi hốt xác con người tình của mày phải không? Mày về chưa? Biết ngay mà.
Dạ em chào bác sĩ. Dạ, chị em sao rồi bác sĩ? Chị là gì của người nhà bệnh nhân? Dạ, tôi là em gái. Hiện tại bệnh nhân chấn thương ở phần mềm, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên bệnh nhân còn phải ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi, để chúng tôi xem có bị tổn thương xương hay không. Dạ, vậy bây giờ phải làm sao hả bác sĩ? Bệnh nhân cần phải nhập viện để chúng tôi theo dõi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin mời chị theo tôi để làm thủ tục nhập viện. Dạ. Em ra ngoài quầy thuốc á, mua một ít bông gòn và oxy già để rửa vết bùng cho bệnh nhân. À, sẵn em đưa chị mấy hóa đơn đóng tiền để chị bổ sung hồ sơ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Chị có đau lắm không? Đau chứ, khắp người ê ẩm hết à. Mặt nữa. Băng bó như vậy, không đau mới là lạ. Thanh, chị khát nước quá à. Anh cho tôi mượn chai nước được không ạ? Ừ, cô cứ tự nhiên đi. Gạt và oxy già trong ngăn kéo cô còn nhiều lắm, nếu cần dùng thì cô cứ lấy. Ê, thôi, em xuống mua đi, đừng có làm phiền người ta kỳ lắm. Cùng là bệnh nhân với nhau cả, cô ngại làm gì? Tôi xài không hết, bỏ đi cũng uổng lắm. Mà cô gì ơi, cô sao mặt mũi gì kỳ vậy? Kỳ là kỳ sao? Thì đó, xanh xanh, đỏ đỏ. Nhìn mắc cười ha. Không phải anh ơi, đó là mặt nạ bùn á. Chị em đang đắp mặt nạ ở nhà, bị một nhóm tới hành hung chị em. Ủa, có thù quán với giang hồ hay sao vậy? Bị đánh mà tôi có hiểu gì đâu. Tỉnh dậy mới biết mình đang trong bệnh viện nè. Ê, Thanh, nói nghe. Lúc đó đó, chị có nghe loáng thoáng một người phụ nữ nói là chị giật chồng của người ta đó. Nhưng mà chị đâu có quen ai đâu. Giật chồng? Gì vậy chị? Sao kỳ vậy? Có khi nào hỏi nhầm không? Chị không biết nữa. Sao kỳ vậy ta? Chị Nguyệt đâu có giao du với ai đâu mà đánh ghen lộn được. Hay là... Không, không thể nào. Đạt không phải là người như vậy đâu. Chị, em đi ra ngoài mua một ít đồ. Anh coi chừng chị em giúp em nha. Em đi ra ngoài mua một ít đồ rồi em trở lại liền. Cô cứ đi đi. Nếu có đóng tiền á, để tôi đóng giùm cho. Cảm ơn anh. Chị nằm nghỉ nha. Cái anh kia, bộ anh thấy tuần về anh vui lắm hay sao vậy? Cô đi lại nhìn mình trong gương đi. Tại sao tôi cười? Vô duyên. Alo, anh ơi, chị Nguyệt bị đánh ghen nhầm rồi. Bị đau lắm á. Anh đang ở đâu, xong việc chưa? Anh vô đây với em nha. Anh ơi, anh có đó không? Anh có nghe em nói không vậy? Anh. Đánh lầm hả? Vậy là còn Mai đó con à. Tao biết nhà mày rồi, mày liễu hồn đó. Mày giật chồng tao hả? Tao yêu cầu mày chấm dứt ngay. Còn không á hả, có ngày tao đập nát cái mặt mày đó. Nghe chưa, con quỷ cái. Ừ.
chị, ăn đi nha. Chị, thôi chị không ăn nữa đâu, đau quá. Chị ráng ăn thêm chút nữa đi, vết thương chưa có lành hẳn đâu. Không ăn đâu, miệng chị đắng ngắt à. Em biết rồi, ráng ăn đi chị, một chút nữa thôi. Cô cố ăn đi rồi còn uống thuốc. Chứ mà không ăn mà uống thuốc vô là bị đau bao tử đó. Anh không thấy miệng tôi bị sưng hay sao mà anh nói như vậy? Anh thử anh bị sưng giống tôi coi, anh có ăn được không? Vậy tôi nói cho cô biết, hôm trước tôi vừa mới mổ ruột thừa, hôm sau tôi phải đi ra ngoài mua hai tô cháo, ăn liền một lúc hết hai tô luôn đó. Xạo quá. Bộ người nhà anh để yên cho anh đi mua hả? Tôi không có họ hàng ở đây, tôi vào viện chỉ có một mình à. Ông sẽ ôm đầu hẻm nhà tôi đưa tôi vào bệnh viện đó. Sao tự nhiên buồn hiu vậy Thanh? Không có gì đâu chị. Thấy chị mình bị như vậy mà cười được mới lạ đó. Cái anh này, bọn anh không có người thân cho nên anh thích chĩa mũi dù vô nhà của người khác hoài vậy hả? Tôi nói chuyện với em tôi chứ tôi đâu có nói chuyện với anh đâu. Ừ thì tôi nói mây nói gió chứ có nói gì ai đâu. Thanh, em chuyển phòng cho chị đi. Cái ông này sao á? Em đi nghỉ một chút đây. Chị có cần gì á thì chị gọi cho em nha. Yêu em thật lòng mà. Ngày vợ anh bỏ đi cũng là lúc công việc anh xuống dốc, công ty anh phá sản, vợ anh bỏ anh để đi theo người bạn thân nhất của anh. Cay đắng như thế nào em có biết không? Nhưng danh dự của một người đàn ông không cho phép anh đầu hàng. Anh tìm mọi cách để làm lại từ đầu. Vậy gia đình của anh đâu? Đâu phải chuyện gì mình cũng có thể nói với ba mẹ được đâu em. Anh chẳng thể nào tâm sự những khó khăn của mình với gia đình được, nhất là việc vợ mình bỏ mình đi theo người khác. Nhục nhã lắm em biết không? Tại sao anh nói dối em? Thank you.
Làm gì mà dòm tôi hoài vậy? Ủa, cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô? Vô duyên. Mà công nhận ha, cô lau bớt mấy cái xanh xanh trên mặt nhìn cũng dễ thương ha. Đêm qua em có mất ngủ không Nguyệt? Dạ không, em ngủ ngon lắm chị. Không những ngon mà còn ngáy to, khiến người khác mất ngủ nữa. Thôi, tôi ngáy rồi nào. Ủa, cô ngủ cô ngáy to sao mà cô biết được? Có cô Nguyệt vô đây là phòng này vui rồi. Chứ mấy bữa trước có một mình anh Tiến buồn hiu à. Nhưng mà biết bệnh nhân mà nói nhiều và ngáy to như vậy á, tôi cũng chả ham. Cái anh kia, tôi nhìn anh nhiều lắm rồi đó nghe chưa? Từ hôm qua tới giờ luôn á. Đó, chị y tá có thấy không? Còn hung dữ nữa đó. Chị, em đổi phòng được không? Hôm nay tiêm một mũi và uống 3 liều tiếp nha em. Tiêm thuốc hả chị? Chị cho em uống thuốc được không? Không được. Em sợ đau lắm chị ơi. Ôi trời, lại còn có thêm cái bệnh nhát nữa. Thiệt là khổ ghê. Rồi, đưa tay ra em. Rồi, xong. Uống thuốc đi em. Có đau lắm không? Cô đói lắm rồi phải không? Tôi mua cháo cho cô nè. Ăn đi. Thôi đi, anh mua thì anh ăn đi. Tôi đợi em tôi mua. Tôi thay mặt em cô mua cho cô đó. Tôi là vì em cô chứ không phải vì cô đâu. Wow, ngon quá. Rồi, ngon quá. Công nhận ngon thiệt á. Không ăn là uổng lắm đó nha. Tô cháo này nhiêu vậy? Tôi trả tiền lại nha. Cô cứ ăn đi, tôi sẽ tính tiền cho em cô. Không cần phải nghĩ đâu. Cho tôi mượn bữa nay đi. Nè, thế bữa nay thôi nha. Lời nói ngọt ngào trên đôi môi của anh giờ là trái đắng trong lòng em. Thiên đường anh dành cho em ngày hôm qua bây giờ đã không còn nữa. Có còn chăng chỉ là nỗi đau, mà nỗi đau đó có lẽ sẽ theo em mãi về sau. Một cô gái chân quê trong trắng đã bị giới quen bụng hoen ố đưa thị thành đầy cạm bẫy này. Có lẽ từ đây về sau em sẽ chọn một cách sống khác, một cách sống giống như anh đã dạy em giữa cuộc đời phiêu bạt này.
Cô thấy ngồi đây có thoải mái hơn không? Ừ, dễ chịu hơn nhiều hả? Thảo nào nói chuyện dễ chịu hơn hẳn. Bộ nói chuyện với em khó chịu lắm hả? Anh chỉ đùa chút thôi. Tại vì anh nằm trong phòng có một mình, lúc thấy em vào chính là trong bộ dạng đó. Chỉ là anh chọc phá một chút thôi mà. Vậy tại sao anh tốt với em vậy? Anh thấy tình cảm của chị em nhà em sao mà đáng quý quá. Chăm sóc và chia sẻ với nhau làm anh thấy chạnh lòng. Ủa, anh nói là anh không có họ hàng ở đây thiệt hả? Ừ, anh nói thật mà. Chuyện của anh dài lắm. Anh có việc về Việt Nam để hoàn thành một nguyện ước với mẹ anh và cho chính bản thân anh. Cho nên anh về lần này quyết tâm phải làm cho bằng được. Nghe anh nói chắc là chuyện không vui rồi hả? Nếu anh làm được thì đó sẽ là niềm vui mà anh chưa từng có. Còn nếu... anh quyết tâm thì anh sẽ làm được mà. Còn em, sao anh thấy có hai chị em chăm sóc với nhau vậy? Thực ra thì Thanh không phải là em ruột của em đâu, chỉ là em bé cách nghĩa thôi à. Nhưng mà Thanh dễ thương lắm. Nếu mà em không nói á, thì có lẽ là không ai đoán ra hai người không phải là ruột thịt đâu. Người ta nói á, là bán anh em xa mua láng giềng gần mà đúng không? Chào chị. Lên con cho chị hả em? Sức khỏe của Nguyệt khá hơn nhiều rồi đó. Chị báo cho em mừng nha. Cảm ơn chị. Chào em. Anh thấy nhìn hai đứa em giống chị em ruột lắm hả? Vậy mà em không nói ra. Anh ơi, tối nay đi bar đi anh. Em buồn quá à. Trời, tối hôm qua chơi Maximum mà không đã nữa hả? Ừ, không hiểu làm sao. Vô đó nghe nhạc đập đùng đùng, ca hát, nhảy nhót, làm quên hết mấy cái chuyện buồn à. Mà cũng quên thằng khốn kia nữa. Đi anh, rượu hôm qua còn dư để lại đó. Đi đi, năn nỉ đó. Chiều nó đi mẹ ơi. Mà tại em á, yêu chi cho nó khổ. Ừ. Ở không á, cho trai nó thèm chơi. Mà có yêu á, yêu người danh tân mình nè, nuông chiều em nó hết ý à. Ôi, đi anh, nuông chiều em mình đi. Đi. Thấy mình nói hơi quá rồi đó. Ok, quyết định chị đi. Tối nay ba anh em mình vô đó đập pháo tiếp. Yeah, anh Tân là số 1. Rồi, anh Tân số 1, anh số mấy? Anh hả? Anh là số 2 đó. Mới nói ngủ phong, có trăng quên đèn chứ gì. Xí, vậy thôi cho hai người là số 1 luôn đó. Dạ, dạ. Thương anh Tân nhất đó. Đàn ông trên đời này đâu có thiếu. Việc gì mày phải làm khổ mày như vậy chứ? Thanh ơi, từ nay mày phải sống khác. Mày không được làm khổ mày nữa.
Thanh.